vị và các bạn đang đến với chương trình Quà Tặng Tri Thức, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Đại diện cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Rất vui vì lại được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình Quà Tặng Tri Thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. Hồng Phượng ơi, thời gian trôi qua nhanh thật ha. Thấm thoát mà bây giờ đã là cuối tháng 12, có nghĩa là chương trình Quà Tặng Tri Thức của chúng ta đã tròn 1 năm tuổi rồi đó. Đúng rồi đó, thời gian trôi qua thật là nhanh và chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đã đến Tết Dương lịch rồi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cùng nói với tất cả quý vị khán giả về những hoạt động của thành phố để chào đón năm mới đi nha. Thưa quý vị, Đại Nghĩa được biết rằng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai lễ hội văn hóa để chào đón năm mới 2008 bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 năm 2008 tại Công viên Thống Nhất với chủ đề Thành phố năng động, nhân ái, nghĩa tình. Lễ hội này gồm có những hoạt động gì thế? Có rất nhiều những hoạt động phong phú như là thành phố trẻ, thành phố thanh bình, thành phố du lịch và văn hóa ẩm thực. Nếu mà như thế thì lễ hội Tết Dương lịch năm 2008 chắc chắn hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều bất ngờ và thú vị đối với quý vị khán giả đúng không? Chắc chắn rằng anh em chúng ta sẽ có những ngày thật vui, mà không những anh em mình thôi mà tất cả quý vị khán giả sẽ có một ngày nghỉ Tết Dương lịch thật là vui cùng với gia đình và người thân của mình đó. Còn bây giờ thì đã đến lúc chúng ta quay lại với chương trình ngày hôm nay rồi. Chúng ta hãy cùng chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Quà Tặng Tri Thức. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta gồm có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người tham gia chơi tại phim trường. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn kết nối trực tiếp với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà. Chỉ cần quý vị có một chiếc điện thoại bàn nhấc lên và bấm vào số của tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066688. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn như sau: QTTT là viết tắt của Quà Tặng Tri Thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cùng với mã vùng, và những cô điện thoại viên của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại cẩn thận và bỏ vào trong lồng cầu này. Và mỗi một khi chương trình của chúng ta lên sóng, Đại Nghĩa Phòng Phượng sẽ thay phiên nhau rút ra 3 lá phiếu bất kỳ trong cái lồng cầu đó để tìm ra xem 3 vị khán giả nào sẽ trở thành người chơi tại nhà của chương trình Quà Tặng Tri Thức. Còn ngay bây giờ, mời tất cả quý vị khán giả chúng ta hãy cùng đến với trường quay gặp gỡ với anh Quách Hồ Ninh cùng với 50 người chơi. Xin mời! Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1 của trò chơi Quà Tặng Tri Thức. Xin kính mời quý vị hãy chứng kiến phần tham gia trò chơi của 50 bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Chào mừng tất cả các bạn, chúc các bạn thành công ở vòng 1 này. Trước khi tôi đọc nội dung của câu hỏi vòng 1 thì tôi sẽ nhắc các bạn về cách thức chúng ta tham gia trò chơi. Đến với Quà Tặng Tri Thức chúng ta có 3 vòng, mỗi vòng các bạn trả lời một câu hỏi. Nếu như bạn nào trả lời đầy đủ cả 3 câu hỏi của 3 vòng thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng là 15 triệu đồng. Nhưng mà quan trọng là chúng ta có 10 giây suy nghĩ và chỉ có 3 giây để nhấn phím thôi, nên các bạn thật là nhanh nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung câu hỏi ở vòng 1 này. Địa danh ngã ba Đồng Lộc thuộc tỉnh thành nào? A. Quảng Bình. B. Quảng Trị. C. Thừa Thiên Huế. D. Hà Tĩnh. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây ngắn ngủi của chúng ta đã trôi qua rồi. Và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 12 bạn. Đáp án B có 23 bạn. Đáp án C không có bạn nào chọn. Và cuối cùng đáp án D có 14 bạn. Ở câu hỏi vòng 1 này thì có một bạn đã bấm phím trả lời sau thời gian 3 giây cho nên máy tính đã không ghi nhận câu trả lời của bạn. Rất tiếc phải nói lời chia tay với bạn từ bây giờ. Và chúng ta xem đáp án chính xác của câu này là đáp án nào đây. Đó chính là đáp án D. Ngã ba Đồng Lộc, nơi bắt đầu của đường mòn Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Nơi này được xem là gian khổ nhất
nơi có 13 cô gái thanh niên xung phong đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Xin chúc mừng 14 bạn đã chọn đáp án D. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong. Xin chia tay với những bạn đã không chọn đáp án D. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Rất mong gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Còn bây giờ thì chúng ta hãy dành thời gian cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi quà tặng kỳ lực với chúng ta. Chúng tôi xin mời. Xin chúc mừng 14 người bạn của chúng ta. Như vậy là từ 50 người bạn mà chỉ có 14 người bạn đáp đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình mà thôi. Và kết quả này làm cho cuộc thi của chúng ta đang ngày càng nóng lên, đúng không anh Nghĩa? Còn bây giờ thì đến thời gian dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà. Chúng tôi sẽ quay lòng cầu để tìm xem ai là người may mắn đầu tiên. Vậy thì hãy nhanh tay lên nào anh Nghĩa ơi, mọi người đang rất là hồi hộp để chờ đón đó. Không chỉ mọi người đâu mà ngay cả bản thân anh cũng hồi hộp đó Hồng Phượng. Không biết vị khán giả may mắn đầu tiên của chúng ta là ai đây? Mời Hồng Phượng. Và chúng ta hãy cùng xem. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0874308644 và xin một phần kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Và trong khi chờ đợi để trò chuyện với vị khán giả may mắn đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau đến với 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Ở bảng logo đầu tiên, trung tâm điện máy Idea, đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Logo số 2, Samsung, không có gì là khó tưởng tượng. Logo thứ 3, Sony, riêng một bản sắc. Logo thứ 4, Toshiba, tiên phong trong công nghệ. Hitachi, cảm hứng tương lai. Logo thứ 6, Sanyo, luôn vì môi trường. Chúng ta cùng đến với logo thứ 7, LG, cuộc sống tốt đẹp. Và logo thứ 8, Olympus, tầm nhìn của bạn, tương lai của chúng tôi. Thưa quý vị, đó chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Và dĩ nhiên đằng sau 8 logo này là 8 phần quà vô cùng hấp dẫn, nhưng mà vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ, em xin chào. Xin chào bạn. Dạ, em chào chị và anh. Xin chào bạn, hãy tự giới thiệu về mình nào, bình tĩnh một tí nào bạn. Dạ, em tên là Trần Thị Ngọc Hạnh nè. Em học sinh lớp 12 à. Bạn đang học lớp 12 thì chắc hẳn rằng năm nay là năm cuối cấp. Việc học tập của bạn rất căng thẳng đúng không? Dạ, vâng ạ. Không biết rằng sắp tới đây trong kỳ thi đại học thì bạn sẽ chọn trường nào? Dạ, em tính đi khối A, trường đại học kinh tế à. Trường đại học kinh tế. Dạ. Tại sao bạn lại chọn trường đại học kinh tế? Dạ tại vì em muốn theo anh em hồi trước tôi cũng học trường đại học kinh tế mà. Và xin chúc bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Còn bây giờ thì xin mời bạn hãy chọn một trong 8 bảng logo của chúng tôi. Dạ. Bạn chọn logo nào? Dạ em xin chọn bảng logo LG. Logo LG. Dạ. Rồi mình xem thử phần quà sẽ là gì nha. Wow, đó là TV LG màn hình siêu phẳng 21 inch và âm thanh trung thực. Bạn Hạnh ơi, bạn có thích phần quà này hay không? Dạ, em rất là thích đúng không? Dạ, dạ. Ngay từ những phút đầu làm quen, Hồng Vân thấy rằng hình như hôm nay bạn không được bình tĩnh lắm phải không? Không dạ. Sao bạn ơi, bạn hãy cố gắng bình tĩnh lại, tất cả chúng tôi đều ủng hộ cho bạn. Dạ. Còn bây giờ thì xin mời bạn lắng nghe câu hỏi của chương trình. Dạ. Câu hỏi dành cho bạn Hạnh như sau. Chùa cổ Trăm Giang thuộc tỉnh thành nào sau đây có 4 sự lựa chọn? A. Thành phố Hồ Chí Minh, B. Hà Nội, C. Bắc Ninh và D. Hà Tây. Bạn sẽ có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Nhanh lên bạn Hạnh ơi. Dạ em chọn đáp án D. Đáp án D đó là Hà Tây. Không biết Hạnh có bao giờ nghe đến ngôi chùa cổ Trăm Giang này chưa? Dạ em cũng có nghe thoáng qua. Nghe thoáng qua thôi đúng không? Vậy thì bây giờ hôm nay chúng tôi sẽ giúp cho bạn thêm những thông tin thật chính xác về ngôi chùa này nhé. Dạ. Chùa cổ Trăm Giang có tới 400 cột và cứ 4 cột thì được xem là một gian, nên có tên là chùa Trăm Giang. Trên gác chuông có một quả chuông lớn đúc vào thời Tây Sơn, tức là năm 1794.
Trong chùa có 153 pho tượng được xây dựng từ thời Lý, có bia đá dựng năm 1794 ghi là chiến công của đô đốc Đặng Tiến Đông do Phan Huy Chú viết văn. Lễ hội chùa Trăm Giang được tổ chức hàng năm vào tháng 2 âm lịch. Và chùa cổ Trăm Giang thuộc xã Tiền Khương, Chương Mỹ, Hà Tây xin chúc mừng. Bạn Hạnh ơi, bây giờ bạn có còn run nữa hay không vậy? Dạ, vẫn còn. Vẫn còn run. Hồi nãy run là bị hồi hộp, còn bây giờ run là bị xúc động. Vì nhận được phần quà của chương trình. Bây giờ bạn có muốn điều, có điều gì muốn chia sẻ với tất cả mọi người không? Dạ, em rất là cảm ơn chương trình quà tặng chi thức. Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Hy vọng phần quà này sẽ là một kỷ niệm thật đẹp của bạn đối với chương trình trong những ngày cuối năm nha. Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Thưa quý vị, chia tay với vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình hôm nay thì bây giờ chúng ta cùng gặp lại anh Quách Hồ Ninh và 14 người bạn của chúng ta. Xin mời. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng 14 bạn bước vào vòng 2 của chương trình để xem từ 14 bạn này sẽ có bao nhiêu bạn được bước tiếp vào vòng 3. Tôi xin đọc nội dung câu hỏi vòng 2 như sau. Bài ca Ngất Ngưỡng của Nguyễn Công Trứ được làm sau năm nào? A. Năm 1841. B. Năm 1843. C. Năm 1846. Và D. Năm 1848. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. Hết giờ. Và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A có 5 bạn. Đáp án B có 2 bạn. Đáp án C có 2 bạn. Đáp án D có 4 bạn. Ở câu hỏi này thì có một bạn đã bấm phím trả lời sau thời gian 3 giây cho nên máy tính đã không ghi nhận câu trả lời của bạn. Rất tiếc phải nói lời chia tay với bạn. Đáp án chính xác của câu hỏi này đó chính là đáp án cuối cùng, đáp án D. Bài ca Ngất Ngưỡng là tác phẩm kiệt xuất của Nguyễn Công Trứ được làm vào sau năm 1848, là năm ông cáo quan về nghỉ hưu. Xin chúc mừng bốn bạn đã chọn đáp án D. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong. Và xin chia tay với những bạn đã không chọn đáp án D. Các bạn sẽ là về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến phim trường A2 của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến xem vị khán giả may mắn tiếp theo là ai nào. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với phim trường A2. Hồng Phượng ơi, em có thấy là chương trình của chúng ta ngày hôm nay rất là gay cứng không? Từ 14 người bây giờ chỉ còn có 4 người thôi. Và trong 4 người này theo em có bao nhiêu người có thể là chinh phục được phần thưởng 15 triệu đồng của chương trình? Nhưng mà nếu mà Hồng Phượng đoán được thì còn nói gì nữa. Thôi thì chúng ta cùng chúc cho cả 4 người bạn đều trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng làm nhiệm vụ của mình, đó là chọn ra vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Anh vẫn là người quay lòng cầu à? Đúng rồi. Trời ơi. Anh Nghĩa thường nói là mình rất là may mắn mà. Được rồi, để anh thử xem người khán giả tiếp theo của chúng ta có may mắn nữa hay không nha. Ai đây, ai đây? Anh Nghĩa mà bóp thì chắc là may mắn rồi. Hồng Phượng xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0884532 97. Và xin cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Thưa quý vị, và trong thời gian chúng ta chờ đợi để trò chuyện với vị khán giả may mắn thứ hai, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại các số điện thoại để tham gia vào chương trình. Quý vị hãy gọi điện đến tổng đài theo số 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066888. Ngoài
hai số điện thoại đó thì tất cả quý vị cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn là QTTT là viết tắt của quà tặng tri thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng. Và chúng tôi hy vọng rằng sẽ ngày càng nhận được nhiều hơn sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ thì đã có tín hiệu từ phòng máy, chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả thứ hai ạ. Em xin chào anh chị ạ. Xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu về mình đi. Em tên là Võ Thị Anh Lê và em đang là nội trợ ạ. Bạn Lê ơi, không biết rằng bạn đã có gia đình chưa? Dạ, em đã có gia đình và đã có hai cháu ạ. Không biết rằng hai cháu của bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, bé gái lớn thì là 6 tuổi, còn bé trai nhỏ thì là 2 tuổi rưỡi ạ. Không biết rằng hai bé bây giờ có đang ngồi kế bên mẹ để mà cổ vũ cho mẹ mình không? Dạ có ạ, hai bé đang rất là cổ vũ cho em ạ. Thế thì bạn hãy cố gắng trả lời thật tốt câu hỏi trong chương trình. Mẹ ơi, cố lên mẹ ơi. Quý vị khán giả thân mến, quý vị có nghe không ạ? Tiếng mẹ ơi cố lên thật là dễ thương của em bé, chắc hẳn là bé gái phải không bạn? Dạ đúng ạ. Và chắc rằng và bây giờ bạn đã đủ tự tin để chọn cho mình một phần quà hấp dẫn trong số những bảng logo đang có mặt ở đây. Dạ, em xin chọn là bảng điện máy Idea. Logo điện máy Idea, đó là logo đầu tiên. Bộ sản phẩm gia đình lò vi ba Hitoshi, máy hút bụi Hitoshi và máy sấy khô di động Hitoshi. Với một người nội trợ như bạn thì đây là một phần quà rất là hữu ích đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Và bây giờ bạn đã sẵn sàng chưa nào? Dạ, rất là sẵn sàng ạ. Rất là sẵn sàng rồi, cũng tôi là như thế. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Chiếc bút bi được phát minh vào năm nào? Bạn sẽ có 4 sự lựa chọn. A. Năm 1928, B. Năm 1938, C. Năm 1948, D. Năm 1958. Bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho bạn. Bắt đầu. Em xin chọn đáp án B, năm 1938 ạ. Đáp án B. Năm xin chúc cho gia đình của bạn bước sang một năm mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Thưa quý vị, chia tay với vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay thì bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với phim trường để cùng gặp lại anh Khắc Hồ Ninh và để xem bốn người bạn của chúng ta thi tài với nhau như thế nào nhé. Xin mời. Bây giờ thì chúng ta bước vào vòng 3 với 4 bạn đang có mặt ở đây. Từ 4 bạn này không biết sẽ có bao nhiêu bạn là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Câu hỏi vòng 3 của chúng ta có nội dung như sau. Việc trang hoàng cây thông Noel xuất xứ từ nước nào? A. Nước Pháp, B. Nước Đức, C. Nước Anh và D. Nước Mỹ. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây của chúng ta đã trôi qua rồi và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A không có bạn nào chọn. Đáp án B có 1 bạn. Đáp án C có 3 bạn. Đáp án D không có bạn nào. Như vậy thì kết thúc vòng 3 này sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Thứ nhất, 15 triệu sẽ chia cho 3 bạn. Thứ hai, 15 triệu chỉ có 1 bạn được nhận thôi, nếu như B là chính xác. Và trường hợp thứ 3 sẽ
nếu như A hoặc D là đáp án chính xác. Chúng ta xem trường hợp nào sẽ xảy ra sau khi tôi đọc đáp án đúng. Đáp án đúng của câu hỏi này đó chính là đáp án D. Hoàng gia Anh là nơi khởi xướng việc trang hoàng cây thông Noel lần đầu tiên vào năm 1841. Xin chúc mừng ba bạn đã chọn đáp án C. Các bạn là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Và xin chia tay người bạn đã không chọn đáp án C. Bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến phim trường A2 của Đại diện thành phố Hồ Chí Minh xem vị khán giả may mắn cuối cùng của tối nay là ai nào. Xin chúc mừng ba người bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Và vị khán giả may mắn cuối cùng của tối ngày hôm nay là ai nào? Một lần nữa Đại Nghĩa phải làm công việc này, quay lòng cầu để tìm xem người may mắn đó là ai. Có rồi đây, mời Hồng Phượng. Hồng Phượng xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0829755524 và xin một phần kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Anh Nghĩa ơi, anh có thấy lạ hay không? Bình thường anh Quốc Hoàng Linh của chúng ta có rất nhiều câu đố để dành tặng cho tất cả các bạn ở phim trường, nhưng mà ngày hôm nay thì không có câu đố nào hết. Chắc có lẽ anh Quốc Hoàng Linh sưu tầm chưa có kịp, hoặc là có rồi nhưng mà để dành cho chương trình sau thì sao? Vậy thì chúng ta cùng chờ xem nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với vị khán giả may mắn cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào ạ. Dạ, em chào chị Hồng Phượng và anh Diệu Quên mất tiêu. Đại Nghĩa. Xin chào bạn, tôi là Đại Nghĩa đây và tôi rất vui khi được chào đón bạn đến với chương trình quà tặng tri thức. Và xin mời bạn hãy tự giới thiệu về mình. Dạ, em Phạm Thị Ngọc Hương, 33 tuổi, nghề may. Bạn làm nghề may ở nhà phải không bạn? Dạ đúng rồi. Không biết rằng mùa Tết sắp đến rồi, bạn có may cho mình và cũng như cho gia đình những bộ quần áo thật đẹp chưa? Dạ không được luôn á, may cho khách là tính tiền. May cho khách là hết ngày hết giờ rồi đúng không? Dạ. Không, nhưng mà đó cũng là một niềm vui chứ, bởi vì chúng ta có nhiều khách hàng mà đúng không bạn? Đúng rồi. Và ngày hôm nay bạn đến với chương trình quà tặng tri thức thì ngay bây giờ mời bạn hãy lựa chọn một logo sản phẩm cho mình. Dạ em chọn Toshiba. Toshiba. Và mình xem đằng sau Toshiba phần quà sẽ là gì. TV Toshiba 21 inch siêu phẳng, âm thanh siêu trầm, mạch lọc màu NTSC. Và dĩ nhiên phần quà này sẽ thuộc về bạn nếu bạn đáp đúng câu hỏi của chương trình. Và bây giờ câu hỏi dành cho bạn như sau. Đây là đất nước ở Đông Nam Á có tục lệ đón Tết đèn, có 4 sự lựa chọn: A. Việt Nam, B. Thái Lan, C. Campuchia và D. Myanmar. Bạn có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Sao hết thời gian rồi bạn ơi? Dạ vậy em đoán là Myanmar. Myanmar đó là đáp án D. Bạn đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ em chắc là vậy. Chắc là vậy. Có nghĩa là đây bạn lựa chọn theo sự ước đoán của mình thôi đúng không bạn? Dạ. Và hy vọng rằng thần may mắn sẽ mỉm cười với bạn trong câu hỏi này. Tết đèn được tổ chức long trọng vào các ngày 14 đến 16 tháng 7 để tỏ niềm tôn kính đối với thần đèn. Vào ngày nay, khắp nơi trên đất nước, mọi người đều treo trước cửa những chiếc đèn lồng màu sắc rực rỡ và nhiều kích cỡ. Các lễ hội ca hát, nhảy múa được diễn ra tưng bừng nhằm cảm ơn thần đèn đã mang ánh sáng đến cho người dân. Và ngày lễ hội Tết đèn này được long trọng tổ chức tại đất nước Myanmar. Xin chúc mừng. Qua điện thoại thì Hồng Phượng cũng thấy rằng bạn đang rất là vui mừng khi trả lời đúng câu hỏi của chương trình. Và bây giờ bạn hãy chia sẻ cảm giác của bạn đối với chúng tôi nào. Dạ thưa, em run gần chết luôn. Run gần chết rồi nhưng mà chưa chết, còn thêm được một niềm may mắn nữa. Không việc gì phải run hết phải không bạn? Dạ. Và đây sẽ là niềm may mắn cuối năm dành cho bạn, để khi bạn bước sang một năm mới, khởi đầu một năm mới thật nhiều thuận lợi, nhiều thành công tốt đẹp. Đó là lời chúc của chương trình dành tặng cho bạn. Em cảm ơn chương trình nhiều. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình của chúng tôi tối hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay quá thật là một ngày dễ thương, một ngày đáng yêu, bởi vì cả ba vị khán giả may mắn đều đã trúng thưởng phần quà của chương trình. Còn bây giờ thì rất tiếc khi chúng tôi phải nói lời tạm biệt, chia tay với quý vị khán giả.
Và đại diện cho những người thực hiện chương trình, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và quý vị khán giả nào đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay, đừng quên liên lạc ngay với công ty cổ phần Lasta số 292 đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để nhận phần quà dành cho mình nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối thứ sáu phát sóng lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.